âm dạ thư ốc chương 590, cô em vợ. Thật ra, lấy thân phận hiện tại của Châu Trạch, anh có rất nhiều phương pháp để báo thù một người bình thường. Có thể khiến luật sư An Thôi Miên tên hội trưởng dương này, đợi ngày mai khi đám tân sinh tham gia huấn luyện quân sự lại để cậu ta lột sạch quần áo, nhảy thoát y giữa đám người, nhảy một khúc hồ thiên Nga động lòng người. Có thể khiến hầu tử len lén tìm chỗ không người, biến thân thành yêu hầu, dạy cậu ta hát ngươi chọn gánh, ta dắt ngựa có thể khiến lão đạo tìm cậu ta xin cậu ta một bữa cơm sau đó xưng huynh gọi đệ với cậu ta phải biết rằng lần trước đám buôn người cùng ăn cơm với lão đạo còn xưng huynh gọi đệ với lão đạo đều đã chết hết hơn nữa còn chết rất thảm nhưng những biện pháp kể trên châu trạch đều không muốn dùng vào lúc này ở nơi này đi tới trước mặt tên hội trưởng dương một tiếng vang thanh thúy. Ở trước mắt bao người. Hội trưởng Dương Vốn là hội trưởng hội học sinh, thần thánh không thể xâm phạm lại quyền cao chức trọng trong mắt đám học sinh. Đầu và chai bia lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Chai bia vỡ vụn. Tráng hội trưởng Dương cũng bị đập ra máu. Nhìn những mảnh vụn thủy tinh không ngừng rơi xuống đất loãng xoảng. Nhìn vẻ mặt sợ hãi thậm chí là quên cả thét chói tai của hội trưởng Dương đột nhiên Châu Trạch cảm thấy thế giới này lại tươi đẹp như vậy. Khiến người hài lòng thuận khí như thế. Đương nhiên, nếu đã vui vẻ, thì phải tiếp tục vui vẻ thêm. Châu Trạch đưa tay nắm lấy cổ hội trưởng Dương, kéo cả người cậu ta xuống đất. Sau đó anh đứng trước mặt cậu ta. Dùng chân trực tiếp đạp tới. Quan uy rất nặng nhĩ. Rầm. Mày rất kiêu ngạo. Rầm mày cho rằng mày là ai trầm một hội học sinh nát mà mày tưởng mày trâu lắm sao trầm hội học sinh là tổ chức phục vụ vì học sinh mày hiểu không trầm mày vì nhân dân phục vụ như thế này sao trầm đánh nhau trong chợ đêm là chuyện thường xảy ra rất nhanh xung quanh đã có một đám quần chúng vây quanh xem cuộc vui hội trưởng dương ngã trên mặt đất lẫn vào chung với đám nước thải rác rưởi ở phụ cận dưới những cú đạp không ngừng của châu trạch, cậu ta càng không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Chung quanh, đám người cùng ăn cơm với cậu ta, mới vừa rồi còn đang liếm cậu ta, liếm tới tận tâm tận trách, thế nhưng lúc này không người nào dám đi lên, hoàn toàn bị hành động trực tiếp đánh người của châu trạch dọa cho bối rối. Đánh một trận. Hơi mệt mỏi. Châu trạch không định đánh chết người. Thật ra lúc trước khi anh ngồi bàn bên cạnh, nghe đám học sinh và cán bộ này vượng đội mũ người, anh chỉ cảm thấy rất thú vị mãi cho đến khi con hàng này bắt đầu miệng lưỡi không sạch sẽ bôi đen lâm ức ông chủ châu mới hoàn toàn không ép được cơn giận đối với cô em vợ châu trạch cảm thấy hổ thẹn trước đây nếu mình có thể chú ý công việc kết thúc một chút quan tâm tới tâm lý và vân vân của cô ấy một chút nói không chừng cô ấy sẽ không thiếu chút nữa bị đuổi học cũng sẽ không thể không thi đậu trường đại học lý tưởng đánh xong thư thái châu trạch xoay người đưa tay chỉ lão Trương. Lão Trương vốn đang ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, chung quanh cũng không thiếu người nhìn thấy anh ta mặc đồng phục cảnh sát. Anh xử lý phần cuối. Lưu lại những lời này. Sau đó Châu Trạch trực tiếp rời đi. Bóng lưng này kiêu ngạo đến cực điểm. Đánh người xong, lại để cảnh sát lau mông cho mình. Trong lúc nhất thời, lão Trương có chút khó xử. Lúc này, anh ta có cảm giác như mình là kẻ hầu của thiếu gia. Chuyện này không hợp với tính điều của anh ta, nhưng anh ta lại không thể thực sự đi bắt châu trạch vào đồn. Thở dài. Lão Trương đi tới trước mặt hội trưởng Dương bị đánh sưng mặt sưng mũi. Ngồi xổm xuống. Hỏi. Bạn học, có muốn báo cảnh sát không? Khi hỏi lời này thì trên mặt lão Trương hiện lên nụ cười mỉm. Hội trưởng Dương mặt sưng phù như đầu heo lập tức lắc đầu không báo không báo tốt nếu đã không muốn báo cảnh sát vậy tôi đi đây nói xong lão trương đứng lên thật ra tên đang nằm dưới đất này cũng thật đáng thương rõ ràng chỉ là học sinh lại diễn dịch mình thành quan liêu bản thân mình hơi ám chỉ một chút cậu ta liền túng rất nhiều người luôn cảm thấy đời sau có thể khai sáng cởi mở hơn đời trước vẫn đang mong đợi tương lai nhưng nhìn vị hội trưởng dương trước mắt này bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng lão trương cũng rời đi vừa vẫy cánh tay áo không mang theo một án mây trời anh ta cảm thấy hôm nay mình đã biến thành người xấu làm trái với kỷ luật đầu tiên là diễn kịch với ông chủ nhìn mèo yêu báo thù sau đó lại nhìn ông chủ đánh hội trưởng đại nhân của người ta một trận mãnh liệt mới vừa rồi bản thân mình còn đang cảm thán tâm cảnh của ông chủ biến hóa quá rõ ràng bản thân mình thì sao thật ra cũng giống nhau mà thôi. Chẳng qua nghĩ lại, pháp luật quản người sống, dường như không nhằm vào quỷ, thật ra bản thân mình cũng không tính là trái với kỹ cương pháp luật, đúng không? Châu Trạch ở cửa trường học. Hút thuốc. Khi lão Trương đi tới, anh ta không nói một lời, chỉ đứng bên cạnh Châu Trạch. Lần sau chúng ta ra ngoài không nên mặc cảnh phục. Lão Trương gật đầu, đúng vậy. Cậu ta đang nói tới gì út nhà anh sao? lão trương hỏi từng châu trạch đạp lại a à. lão trương cũng ừ một tiếng quên đi tôi đi về trước nói xong châu trạch đi tới vị trí giao lộ chuẩn bị đón xe một lát sau châu trạch lại đi trở về lão trương còn chưa hút xong nửa điếu thuốc quên đi vẫn nên đi vào thăm em ấy một chút từng lão trương gật đầu Lẽ nào lúc này anh ta lại nói ngay cả chi cô ấy anh còn không đi thăm, vì sao lại muốn đi thăm cô ấy? Tôi đi tới sạp trái cây đối diện mua ít quýt giúp anh." Châu Trạch phất phất tay. "Không cần mua, cứ vậy đi thăm tốt rồi, anh có thể đi." "Vậy tôi đi đây, ông chủ." Từng Châu Trạch một lần nữa đi vào vườn trường, đi qua thao trường tới khu sinh hoạt. Trên ghế dài bên thao trường, anh nhìn thấy thiếu nữ đang ngồi ở chỗ kia. "Ha." thật trùng hợp châu trạch chào hỏi hẳn cô ta đi chung với mấy người lão đạo tôi tên mỹ lệ thiếu nữ đen cải chính cô đang vội sao châu trạch bắt chuyện bằng một câu không có hàm lượng dinh dưỡng gì anh chuẩn bị đi thăm cô em vợ không muốn nán lại chỗ này nhiều đúng vậy vội đi nhặt xác cho anh châu trạch việc trùng tu đã bắt đầu chờ sau khi kết thúc trùng tu tôi có thể trồng hoa bỉ ngạn sát vách diện tích trồng trọt nhỏ nên nhu cầu cho nguyên vật liệu cũng không lớn. Ừm, tốt. Chuyện này có luật sư An nhìn chằm chằm, ngược lại không cần châu trạch lo lắng. Ngài đang định đi đâu? Thiếu nữ đen hỏi, đợi lát nữa ngài có trở về với chúng tôi không? Các người xử lý xong rồi cứ đi trước đi, tôi muốn đi dạo một mình. Được, đúng rồi, hai mắt ngài làm sao vậy? Thiếu nữ đen vẫn phát hiện ra. Không sao thiếu nữ đen nâng tay lên ném một cái bình nhỏ ra nói xoa đi thuốc mỡ cô mới chế ra à châu trạch cầm bình trong tay hỏi trên mặt còn có tên thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da tôi trộn được từ đầu bếp phòng đọc sách anh bôi thử đi châu trạch được rồi đợi lát nữa bọn họ xử lý xong thi thể sẽ tới đón tôi quay về ngài cứ bận chuyện của ngài đi châu trạch gật đầu cầm mỹ phẩm dưỡng da kia rời đi thiếu nữ đang nhìn bóng lưng châu trạch. Nhúng vai. Cô ta luôn cảm thấy, chủ nô này luôn khiến người ta cảm thấy rất bận rộn. Nhưng lại không ai biết rốt cuộc anh đang bận rộn chuyện gì. Lúc này đã 10 giờ tối, Châu Trạch đi tới chỗ gì quản lý, bởi vì lúc trước có Trương Yến Phong dẫn theo anh cùng tới ký túc xá, cho nên dì quản lý cho rằng Châu Trạch cũng là cảnh sát. Khi Châu Trạch nói cần tới tìm một người, dì quản lý lập tức lấy danh sách ra, còn rót ly nước cho Châu Trạch, nói đồng chí khổ cực. Châu Trạch tiếp nhận ly nước uống một ngụm, gật đầu. Đáp một câu, vì dân phục vụ. Tra được. Ký túc xá của Lâm ức ở tầng 1. Cửa phòng ký túc xá không khóa, bên trong là một mảnh đen nhánh, không bật đèn. Đám sinh viên đại học năm nhất này ban ngày huấn luyện quân sự, sau bữa cơm chiều còn có cảnh sát phụ đạo thực tiễn, hiếm có thời gian rảnh rỗi, cho nên rất nhiều học sinh đều ở bên ngoài tới lúc rất trễ mới trở lại ký túc xá. Hơn nữa lúc này có rất nhiều hội nhóm hoạt động, bởi vì tân sinh mới vừa vào trường, rất nhiệt tình với mấy hoạt động này, rất dễ lắc lư. Đương nhiên, thật ra phần lớn sinh viên đại học tham gia hội nhóm chỉ làm các việc đơn giản như chân chạy quét tước vệ sinh, sắp xếp ghế, nhưng đám sinh viên nảy vẫn nhiệt tình như lửa. Đưa tay đẩy một chút. Cửa túc xá không đóng. Lập tức bị anh đẩy ra. Ký túc xá 6 người, lúc này chỉ có một giường có người, Người nằm trên giường đang đeo tai nghe chơi điện thoại. Cửa bị đẩy ra, có người vào, cô ấy cũng không biết. Nhà đầu kia thật to gan, cũng không sợ có người không đứng đắn nào đó trà trộn vào, nơi này đen như mực, không phải lần trước bản thân mình đã tạo thành ám ảnh tâm lý gì mới khiến con bé thích hoàn cảnh này đấy chứ. Vừa nghĩ đến đây, ấy nấy trong lòng Châu trạch lại sâu hơn một chút. Thật ra những chuyện kia, chính bản thân Châu trạch cũng đã thông suốt. Hơn nữa cho dù có sao đo ai đúng ai sai, thật ra cả bác sĩ Lâm và cô em vợ đều không liên quan gì. Ai biết quỷ sai ký túc trong thân thể người ta giống Lâm Khả lại bị thần kinh đâu? Châu trạch đi tới dưới giường, đưa tay trực tiếp vén chăn mình của cô ấy lên, muốn dọa cô ấy. Thật ra, trước khi xảy ra chuyện này, quan hệ giữa mình và cô em vợ cũng không tệ lắm, cô ấy có tính cách tinh quái, làm người cũng rất thiện lương trước đây ông chủ châu còn từng giải quyết bạn thân của cô ấy giúp cô ấy đồng thời còn lấy lại túi vén chăn lên lộ ra hai bắp đùi trắng a à, nha đầu này cao lên rồi chân này dài như vậy tuy nói trong ký túc xá đều là nữ sinh nhưng vẫn mặc quần ngủ con gái phải chú ý bảo vệ mình ngộ nhỡ bị người bạn không đứng đắn nào chụp ảnh ấp lên mạng sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt mới vừa nướng ở quán đồ nhậu đã có tiện tỳ ghen ghét cô ấy giàu. Chẳng qua chân này thật trắng. Nếu cô ấy thích mặt tất chân như chị của mình thì khụ khụ, mình là trưởng bối. Tôi tới thăm em một chút, mới vừa biết em học trường đại học này, ngày mai em rời khỏi hội học sinh đi. Châu Trạch mở miệng nói. Bốt. Bỗng nhiên đèn túc xá được bật lên. Cô em vợ lâm ức với mái tóc ướt cầm một chiếc giỏ nhựa đứng ở cửa. Trong giỏ để mấy thứ như gội đầu, sữa tắm hẳn cô ấy mới vừa đi từ phòng tắm trở về. Trần Nhã, sao cậu nằm đó lại mở cửa? Cô em vợ để giỏ xuống. Đứng lên. Lúc này cô ấy mới nhìn thấy người đàn ông đứng trong phòng ngủ của mình. Anh. Lâm ức rất muốn hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Tôi tới thăm em một chút, mới vừa biết em học đại học này, ngày mai, em rời khỏi hội học sinh kia. Châu Trạch im bạch bởi vì bỗng nhiên anh ý thức được một vấn đề nghiêm trọng rất là nghiêm trọng châu trạch nghiêng đầu nhìn lên chiếc giường bên cạnh mình cô gái vẫn đang cầm điện thoại di động như trước trong tay vẫn còn đang đeo tai nghe dường như đang xem bộ phim hàng nào đó cô ấy và cô em vợ trông có ba phần giống từng ba phần này ở chỗ đều rất xinh đẹp trước cảnh tối lửa tắt đèn cộng thêm ấn tượng từ những lời anh nghe đám hội trưởng dương nói với nhau trong quán đồ nướng lúc trước anh luôn cảm thấy khi anh đẩy cửa phòng ký túc xá đen nhánh này ra, người cô đơn lạnh lẽo ở trong phòng một mình nhất định là cô em vợ. Bản thân mình thân là một người đàn ông. Hơn nửa đêm chạy đến ký túc xá nữ sinh. Sốc chăn của người ta lên. Sau đó lại bình phẩm từ đầu tới đuôi cặp chân dài trong chăn một lần. Hành động này. Đủ để đủ để ngang hàng tịnh luận với chuyện mình bị phun nước tiêu đen lúc trưa. Ai biết chỉ khi nhìn Châu Trạch lại nhìn qua, ánh mắt của nữ sinh này mới nhìn thoáng qua châu trạch không thét chói tai không chửi rủa không có bất kỳ kinh hoảng gì thậm chí ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lấy một lần dường như cô em vợ mở đèn ký túc xá ảnh hưởng tới bầu không khí xem phim của cô ấy nghiêng người sang quay vào trong nhưng cô ấy còn chưa phủ mãn chăn bị châu trạch xốc lên lúc trước vì thế lần xoay người này bộ phận rất tròn vĩnh lên cùng với cặp chân dài của cô ấy cùng nhau lộ diện trước mặt châu trạch giống như đang cố ý thị uy còn run một cái nếu lúc này là nguyệt hắc phong cao phỏng chừng ông chủ châu đã không nhịn được mà vươn tay vỗ lên khiến cơn sóng này lại tiếp tục cuộn trào nhưng ai bảo hiện tại cô em vợ còn đang đứng ở cửa đây mặc dù nói mình và bác sĩ lâm đã như gần như xa cũng rất ít liên hệ nhưng trước mặt vãn bối kiểu gì cũng phải chú ý một chút mặt mũi đặc biệt là vị trên giường không có chút rung động nào này còn là bạn học kim bạn cùng phòng của vãn bối cũng may cô em vợ đứng ở cửa không nhìn thấy cảnh xuân trên giường châu trạch đi tới nghiêm trang nói đi ngang qua tới thăm em một chút bạn cùng phòng của em nói em đã đi tắm a à, chỗ giường truyền tới giọng nói như có như không cũng không biết là vị kia cố ý nhắm vào châu Trạch hay chỉ cười vì nội dung phim. A, à, vậy chúng ta xuống dưới đi dạo một chút. Tốt. Hai người cùng nhau rời khỏi ký túc xá, tóc của cô em vợ còn ướt, cô ấy vốn định trở lại ký túc xá cầm máy sấy tới phòng nước sấy tóc. Ký túc xá hạn chế công suất, dùng thiết bị công suất lớn sẽ khiến cầu dao bị đứt. Không lạnh sao? Ông chủ Châu cảm thấy tối nay mình nói nhảm hơi nhiều. Cô em vợ không quan tâm chuyện này, trái lại còn cười cười nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát châu trạch một chút nói nói thật bỗng nhiên anh chạy đến thăm em thật sự khiến em cảm thấy rất không quen trước kia trong thời gian rất lâu ở trong mắt cô em vợ nghịch ngợm dã man anh rể của mình là một tên rất dễ bị kinh sợ không có bản lĩnh không có nhãn lực không quyết đoán không có thuốc chữa ngoài dáng dấp không tệ ra thật sự là cái gì cũng sai sau đó hẳn là một năm trước đột nhiên người anh trẻ này như biến thành một người khác ở nhà dám tỏ thái độ với cha mẹ sau đó lại càng gói ghém hành lý tới phòng sách ở từ sau lần đó anh ta chưa từng trở lại sau đó lại tiếp xúc mấy lần người anh trẻ này vẫn luôn khiến mình cảm thấy anh ta như đã biến thành một người khác người này còn có thể thay đổi sao áp lực học tập có lớn không châu trạch hít sâu một hơi lại là một câu nói nhảm cô em vợ nhún vai có phải chị em đã nói gì với anh không châu trạch gật đầu hiện tại tôi không sao rất vui vẻ thực sự chỉ là nửa năm trước tôi luôn gặp ác mộng rất dằn vặt hiện tại cơ bản là em không nằm mơ nữa a à, vậy là tốt rồi phúc cô em vợ bật cười ra tiếng này anh chắc chắn anh vẫn muốn lấy giọng điệu của trưởng bối ra để nói chuyện sao Châu Trạch cũng cười cười, hơi lúng túng. Nói đi, có phải anh và chị em đã kết thúc rồi không? Không kém bao nhiêu. Vậy có phải anh đã không còn tính là anh rể em? Không kém bao nhiêu. Vậy tối nay anh tới thăm em là sao? Trong mắt cô em vợ lộ ra vẻ cảnh giác, có chút khoa trương làm ra vẻ mà lùi về phía sau một bước, hai tay đặt sau lưng, nói, không phải anh nhớ tới nửa cái mông kia không? Đây đúng là một thời đại cởi mở. Thật ra rất nhiều bạn nam đều từng gặp phải trường hợp tương tự, cố ý nói một vài lời khiêu gợi trước mặt con gái, hy vọng có thể khiến cô gái xấu hổ cúi đầu mà phun bản thân mình một tiếng, lại chửi một tiếng, không nghiêm túc. Nhưng nhiều khi nữ sinh sẽ không hành động theo mong muốn của bạn, sẽ không xấu hổ mà cúi thấp đầu, ngược lại sẽ đáp lại bạn một tiết mục ngắn càng 18 cộng hơn. Cuối cùng, chính bạn mới là người cảm thấy xấu hổ, thân là đàn ông thế nhưng bạn lại là người xấu hổ cúi đầu xem ra em thật sự không sao cả châu trạch nói từ nhạc thối từ nhạc thối không ngờ anh vẫn cho rằng em có bệnh đúng không cô em vợ xông tới đưa chân đá châu trạch đương nhiên không nặng thật ra có chuyện cô em vợ vẫn chưa nói đó chính là từ sau một đêm kia cô ấy vẫn luôn mơ thấy ác mộng trong cơn ác mộng có một ác ma xuất hiện nhiều lần ác ma này có dung mạo rất giống từ nhạc anh ta đuổi theo bản thân mình anh ta ăn bản thân mình mỗi khi bản thân mình đi vào giấc ngủ đều sẽ mơ thấy giấc mơ giống vậy mỗi ngày bản thân mình đều chạy trốn đây cơ hội khiến tinh thần của mình lâm vào trạng thái suy nhược và hỏng mất cũng may theo thời gian đưa đẩy loại bệnh trạng này biến mất nhưng vẫn sẽ mơ thấy anh rể của mình chẳng qua là tốc độ anh ta đuổi theo mình trở nên rất chậm chậm rãi cũng không biết có phải bản thân bị hành hạ lâu đã trở nên tê dại cũng không biết có phải vấn đề tâm lý kia đã qua giấc mộng bắt đầu chậm rãi biến vị anh rể của bản thân mình từ ăn bản thân mình hình ảnh chậm rãi biến thành ăn bản thân mình mắc cỡ tới có một đoạn thời gian mỗi sáng sớm khi cô ấy rời giường nhìn tấm đệm ướt đẫm dưới thân mình chỉ cảm thấy mắc cỡ chết đi được đây cũng là nguyên nhân vì sao sau đó cô ấy không dám tới phòng đọc sách tìm châu trạch nữa cho dù cô ấy biết châu trạch mở một hiệu sách ở phố nam cô ấy cũng đi qua bên đó mua đồ nhiều lần, nhưng chưa lần nào đi vào. Trong tiềm thức, cô ấy cảm thấy loại tâm tính và suy nghĩ này của mình rất biến thái. Đây là anh rể mình, cho dù anh chị đã ly hôn, nhưng anh ấy vẫn từng là anh rể của mình. Ông chủ châu còn chưa biết bản thân mình đã bị người con gái này giày xéo trong mơ rất nhiều lần, nhìn cô em vợ sáng sủa như vậy, chỉ cảm thấy ấy nấy trong lòng tiêu tán không ít. Đại học danh tiếng, văn bằng tiền đồ và vân vân nhìn như rất quan trọng. Nhưng so với sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần, căn bản không đáng nhắc tới. Quan trọng nhất là nhà đầu kia không thiếu tiền. Không chừng vào tương lai không xa, mẹ vợ mình sẽ lại diễn tiếp một tìm người ở rể lên người cô em vợ này. Đúng rồi, trong trường học, nên chơi thì chơi, nên học thì phải học, những hội nhóm hay hội học sinh và vân vân, em không cần tham gia. Đừng nói nữa. Mới vừa rồi tên hội trưởng hội học sinh và mấy người nữa, để bạn cùng phòng của em gọi điện thoại cho em rủ em ra ngoài. Tưởng gọi là em phải đi sao? Em bị thần kinh mới đi. Cô em vợ trợn trắng mắt. Hiển nhiên. Tính cách của cô ấy vốn là như vậy, đối với người bản thân không ưa, cô ấy sẽ không nể nang gì. Từng. Châu Trạch cũng không nói mới vừa rồi, tên hội trưởng Dương kia bị bản thân mình đánh một trận anh luôn cảm thấy nói chuyện này rất không có ý nghĩa như thằng nhóc chạy tới trước mặt con nhóc khoe chiến tích vậy đúng rồi phòng đọc sách của anh làm ăn thế nào thua lỗ a à, có thể thua lỗ lâu như vậy cũng thật không dễ dàng có phải chị em lại cho anh thêm tiền không châu trạch vốn muốn nói không có tuyệt đối không có nhưng vừa nghĩ tới hiệu thuốc bách tính đại vừa mọc lên bên cạnh hiệu sách nhà mình châu trạch chỉ có thể im lặng không nói tính là chấp nhận. Này, chị em đối với anh cũng đủ hết tình hết nghĩa đúng không? Ừm. Rất hết tình hết nghĩa. Cho dù chị em có chết đi, cũng sẽ băng khoăn về anh. Tư sống nhớ thương anh tới chết, lại tư sống nhớ thương anh sống lại. Vừa nghĩ đến tận đây. Bỗng nhiên Châu Trạch rất muốn cười, tuy rằng anh cố gắng nín lại, nhưng khóe miệng anh vẫn co quắp một cái, bị cô em vợ phát hiện cô em vợ sửng sốt một chút. Lập tức ôm bụng nở nụ cười. Đệt, anh đúng là kẻ dễ đắc ý, chưa thấy ai mặc dày như anh, ăn cơm mềm mà có thể ăn tới vui vẻ như vậy. Chân thực tới mức khiến người ta cảm thấy anh có chút đáng yêu. Châu Trạch. Uống trà sữa không? Uống. Hai người đi tới quán trà sữa phía trước, quán này được mở trong sân trường, người bên trong đều là học sinh. Em muốn vị khoai môn. Từ nhạc còn anh trà xanh nhật bản trà sữa được làm xong rất nhanh mỗi người một ly trà sữa cầm trong tay như một cặp đôi đi trong sân trường đúng rồi từ nhạc cha em nhập viện rồi cô em vợ mở miệng nói làm sao vậy cô em vợ chỉ chỉ ngực bệnh tim sau đó còn bỏ thêm một câu bị anh và chị chọc tức chị của em không nói chuyện này với anh từng vì thế anh sẽ làm như không biết Từng Tốt rồi, anh đi đây Cảm ơn trà sữa của em Được, vậy em cũng đi lên Mấy ngày nữa có thi đấu diễn thuyết tiếng Anh Học tỷ năm thứ hai đại học Để em sửa bản thảo giúp chị ấy Phiền chết đi được Rõ ràng chính cô ấy có một người bạn trai là du học sinh Không đi tìm bạn trai cô ấy nhờ viết Có phải học tỷ kia họ từ không? Đúng vậy, anh cũng biết Em chán ghét cô ta. Đúng vậy, cô ta biết phòng ký túc xá bọn em, em muốn cự tuyệt cũng không tiện cự tuyệt, thật hy vọng cô ta lập tức biến mất. Bốp! Châu Trạch vỗ tay thành tiếng. Tốt rồi, cô ấy đã biến mất. Phốt! Cô em vợ vừa hút một ngụm trà sữa, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cười mắng. Từ nhạc, anh cho rằng anh là ma quỷ sao? Muốn người ta biến mất người ta liền biến mất. Châu Trạch gật đầu, nói, anh là quỷ sai, đặc biệt chịu trách nhiệm câu linh hồn người đi, đây vốn là bản chất của anh. Được rồi được rồi, càng nói càng không yên lòng. Vậy Trần Nhã có câu hồn anh đi không? Bỗng nhiên cô em Nhiên đến gần Châu Trạch, gần như mặt dán mặt với anh. Hừ, em nói cho anh biết, ngày nào anh còn chưa ly hôn với chị em, anh chính là người đàn ông của chị em, chí ít trên danh nghĩa và pháp luật chính là như vậy. Đừng cho rằng mới vừa rồi em không phát hiện lúc đi vào em đã thấy anh đứng bên cạnh giường người ta hai mắt nhìn chằm chằm người ta a à, bị cô ấy phát hiện chẳng qua dù sao thì anh và chị em cũng có thể ly hôn bất cứ lúc nào anh có ý nghĩ này cũng là chuyện thường tình nếu không em lại giới thiệu cô ấy cho anh bỗng nhiên cô em vợ nghiêm trang nói châu trạch cười cười được rồi em cũng biết chị của em rất cường thế ở trước mặt cô ấy anh còn không cảm thấy mình là đàn ông không hề có cảm giác tồn tại một chút tôn nghiêm cũng không có đang nói chuyện bỗng nhiên cô em vợ nghiêng người hướng về phía sau lưng châu trạch hô lên chị châu trạch nhưng là đàn ông trước mặt người mình thích còn cần tôn nghiêm gì tôn nghiêm cũng không thể ăn thay cơm đúng không cô em vợ mỉm cười nói lừa anh thôi chị em không ở đây mặc kệ cô ấy có ở đây hay không những lời này anh đều phải nói tùy anh thôi nói vậy anh vẫn thích chị em cô em vợ tiến đến bên cạnh châu trạch dùng cánh tay mình nhẹ nhàng va vào tay châu trạch một phát chân kia vóc dáng kia lại mặc thêm chế phục tất chân ngay cả em nhìn còn thấy thèm hơn nữa vóc dáng chị ấy lại cao gầy vóc người không mập cũng không gầy sờ tới sờ lui cũng có chút thịt châu trạch rất muốn gật đầu nhưng anh khống chế được. Từ nhạc, thật ra, trước đây em rất chán ghét anh, cũng rất khinh thường anh. Tán thành. Tôi cũng rất khinh thường thằng ngốc từ nhạc này. Anh đồng ý cái cộng lông, em nói cho anh, hiện tại ngược lại em rất thích anh làm anh rể em, nếu như anh có thể hòa thuận với chị, em sẽ vui lắm. Châu Trạch lặng lẽ. Giữa vợ chồng, nào có mấu chốt gì không qua được. Châu Trạch tiếp tục lặng lẽ thật ra hiện tại suy nghĩ lại một chút ân ân oán oán ban đầu thậm chí là luân lý đạo đức hiện tại đều không thể tính là chuyện to tác, nhưng châu trạch lại cảm thấy hiện tại rất tốt phòng sách không phải rất lớn nhưng vừa vặn cũng đủ chứa nổi anh anh không muốn có dính dáng và ràng buộc gì với người khác nữa bởi vì anh làm biến thật ra rất nhiều người đều khó có thể lý giải được tâm tính của châu trạch hiện tại bởi vì trên thế giới này mỗi ngày chúng sinh đều đang bận rộn vì cuộc sống vì mộng tưởng, vì rất nhiều mục đích. Tình cờ rảnh rỗi ra ngoài du lịch cũng phải giành giật từng giây, chụp ảnh khoe vòng bạn bè càng giống như đang làm nhiệm vụ. Mà người có tâm thái như Châu Trạch hiện tại, từng gặp phồn hoa, hôm nay nằm xuống, cầm một bình trà, ngồi xem kiếp phụ du ngày ngày rảnh rỗi, thật đếm được trên đầu ngón tay. Châu Trạch rất thích ngày tháng an nhàn và thản nhiên này, nếu tiếp tục thêm trà, giấm chua, gạo kê cây vào ly trà, sẽ không còn phần ý cảnh kia. Được rồi, em nhớ tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì có thể tìm anh." Châu Trạch đưa tay, muốn rất đóng vai trưởng bối sờ sờ đầu cô em vợ. Nhưng cô em vợ lại lui về phía sau hai bước, tránh né tay Châu Trạch. "Nhà đầu kia. Anh đi đây, em lên đi." Phất phất tay. Châu Trạch một lần nữa đi trở lại thao trường, đi qua thao trường liền đến cửa trường học. Khiến người có chút bất ngờ là cô gái đen vẫn còn đang ngồi trên ghế dài trên mặt đất bên cạnh là Deadpool. Hai người còn chưa đi. Châu Trạch hỏi. Cô gái đen chỉ chỉ phía trước. Lão đạo và tiểu hầu tử đang chơi bóng cao su trên bãi tập. Lão đạo ném, tiểu hầu tử bắt, bóng cao su càng không ngừng trao đổi qua lại. Dưới màn đêm. Một người một khỉ này ngược lại có vẻ rất thú vị. Khi trở lại phòng đọc sách, đã gần 12 giờ. Hứa thanh lãng chuẩn bị bữa khuya, một đĩa trao, một đĩa củ lạc một đĩa trà khô bạch bồ một đĩa thịt lợn trấn hưng nhân cộng thêm một bình rượu lão hoàng châu trạch cô gái đen và lão đạo thêm một con khỉ ngồi cùng một chỗ ăn hồi lâu sau đó bọn họ lần lượt đi tắm cuối cùng trở về phòng của mình oanh oanh đã thay khăn trải giường lúc châu trạch đi vào cô ấy đang ngồi bên giường bôi sơn móng chân hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo ngủ màu nhạt phía trên theo hoa văn rất cổ điển mái tóc nhu thuận được xỏa tung mỹ cảm biển chuyển hàm súc như thủy ngân chảy xuôi. Rất đẹp. Oanh oanh nhà ta vốn là đại gia khuê tú. Không nên bôi, sơn móng tay có độc. Châu Trạch đi tới nói. Thế nhưng ông chủ, người ta đâu có ăn chân mình đâu. Nói xong. Dường như oanh oanh nghĩ tới điều gì. Che miệng mình. Lẽ nào? Ông chủ sợ chính anh trúng độc. Suy nghĩ gì vậy, ngủ. Châu Trạch nằm xuống, Oanh oanh lập tức đắp chăn cho Châu Trạch, sau đó nghi người nằm xuống phía sau Châu Trạch. Châu Trạch nhắm mắt lại. Hôm nay anh cảm thấy thật sự mệt mỏi. Rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Oanh oanh nhìn ông chủ nhà mình ngủ say như vậy, lại nhìn lông mi ông chủ hơi rung rung, khóe miệng tạo lên một vòng cung nho nhỏ. Nhìn một chút. Đã ngây dại. Buổi sáng tỉnh lại. Theo thường lệ đầu tiên là tắm rửa một chút. Sau đó đi về phía vị trí mình quen thuộc nhất. Vị trí đối diện là luật sư An đang ngồi. Trước mặt anh ta bày ly cà phê siêu to. Sáng sớm nhìn thấy ly này, mí mắt Châu Trạch lại có chút trầm trọng. Anh cũng ngồi xuống. Anh Oanh đưa ra ly cà phê rất thấp kém trong mắt luật sư An ra. Báo chí đâu? Châu Trạch hỏi. Sau đó anh nhìn thấy báo chí nằm trên tay luật sư An. Hôm nay anh dậy thật sớm. Châu Trạch nói. Từng. Lên tiếng xong, luật sư An đưa tờ báo cho Châu Trạch, nói: "Xem tin tức thể dục hôm nay, lại điều mười mấy thành viên đội tuyển U25 quốc gia đi tập huấn." A. À, Châu Trạch có chút ngoài ý muốn, anh còn xem bóng đá nữa sao? Tôi còn từng hẹn Lý Huệ Đường đi ăn cơm đây. Không nhận ra. Ha ha, năm đó lưu truyền một câu nói, xem cuộc vui thì xem Mai Lan Phương, đọc sách thì đọc Lý Huệ Đường. A. À, đó là chuyện từ rất xưa rồi. Châu Trạch không thể nói được nữa, bởi vì anh cảm thấy tuổi của luật sư An lớn hơn anh. Hết thuốc chữa, hết thuốc chữa, giải liên kết trong nước còn đang diễn ra, thế mà lại trực tiếp điều cầu thủ của câu lạc bộ người ta đi, anh biết tập huấn là làm gì không? Làm gì? Quân huấn. Luật sư An bày ra một bộ rất khoa trương, để một đám thành viên đội bóng đi quân huấn, nguyên một đám mặc ngụy trang quân sự, cạo đầu húi cua, đi rất nghiêm à thật con mẹ nó là một đám thiên tài muốn chiến tích tới điên rồi Châu trạch lặng lẽ lật qua trang thể thao anh không quá hứng thú với tin tức này kể từ khi biết quanh anh bắt đầu trí nghiệp mua nhà ông chủ Châu rất hứng thú với tin tức địa ốc thì ra giữa người vô sản và đầu cơ bất động sản chỉ kém một người hầu gái tin tức anh thấy đầu tiên sau khi bất động sản hạ giá chủ xí nghiệp đã mua nhà trước kia treo biển đòi quyền lợi ngay trước cao ốc địa sản. Châu Trạch lặng lẽ sờ cầm. Nghĩ, nếu công ty địa ốc nào đã từng bán nhà cho anh oanh mà dám giảm giá, bản thân mình sẽ lập tức làm một đống quỷ đi đòi lại quyền lợi, hù chết bọn họ, xem bọn họ còn dám hạ giá không. Nghĩ đi nghĩ lại. Ông chủ Châu tự nở nụ cười. Cơm sáng chín rồi. Lão hứa hô lên. Mọi người đi ăn điểm tâm, Ăn điểm tâm xong, Châu Trạch theo thói quen lại đi trở về ghế sofa của mình, phát hiện cà phê và báo chí trên bàn đều không thấy. Này! Ông chủ, hôm nay có chuyện. Luật sư An mở miệng nói. Chuyện gì? Châu Trạch hơi nghi hoặc một chút mà xoay người, nhìn thấy Tiểu Cương Thi đang đứng trước mặt mình. Hôm nay Tiểu Cương Thi mặc bộ đồ trẻ em rất vừa người, giày thể thao, còn đeo cặp sách, vừa ăn mặc như vậy, trông rất đáng yêu cô te đến trường. Luật sư An chỉ vào Tiểu Cương thi bên cạnh mình nói, đến trường. đúng vậy, ông chủ, làm phiền ông chủ đưa cậu ta đến trường đi. đừng nói cho tôi cậu ta muốn đi học tiểu học với Lâm Khả. đúng vậy. anh có độc sao? không hề. tôi muốn đi học. bỗng nhiên bé trai đang nghe chuyện trên TV audio CV mở miệng nói, một màn này, nếu để người không biết chuyện thấy nhất định sẽ đau lòng muốn rơi nước mắt nhìn đi đứa bé ngoan biết bao không ngừng nói muốn đi học sao có thể nhẫn tâm không cho cậu bé đến trường đây hiện tại lâm khả là vương nhụy châu trạch nhắc nhở tôi biết nhưng chỉ cần nhìn cô ấy tôi đã thỏa mãn bé trai rất nghiêm túc nói châu trạch không có biện pháp gì với tên tình thánh này chỉ vào luật sư an nói vậy anh đưa cậu ta đi đi ông chủ châu rõ ràng nhất định là tiểu cương thi lấy chuyện này uy hiếp luật sư An, luật sư An vì có thể ngủ ngon mỗi đêm, cho nên khuất phục. Lấy năng lực và nhân mạch của luật sư An, muốn đưa một đứa bé vào trường tiểu học quý tộc cũng không khó lắm. Phải để người giám hộ đưa đi. Luật sư An giải thích nói. Cho nên, người giám hộ là... Là anh. Vì sao không phải là anh? Luật sư An nghe vậy, chỉ chỉ bé trai bên người. Bé trai nghiêm trang trả lời, anh ta không xứng làm cha tôi hí luật sư an mặc dù đã nghe đáp án này một lần nhưng lại nghe một lần nữa luật sư an vẫn cảm thấy rất muốn quốc tiểu cương thi lý do rất đơn giản cũng rất trực tiếp trước đây luật sư an từng có một người bạn bạn gái trước bỗng nhiên nói cô ta mang thai con là của một người đàn ông khác mà cô ta đã chia tay với người đàn ông kia người bạn của anh ta do dự một chút chuẩn bị tiếp bàn ps tiếp bàn chỉ người đàn ông không quan tâm người phụ nữ có trải qua tình sử phức tạp nạo phá thai hay không cũng bằng lòng cưới về làm vợ nói vậy em lấy anh đi đứa bé anh nuôi kết quả người nữ trả lời một câu không anh không xứng nuôi con của anh ấy luật sư an cảm thấy mình và người bạn kia có điểm giống nhau châu trạch cắn răng vẫn gật đầu nói đi lên xe đi bé trai lên xe quy củ mà đeo dây an toàn Châu Trạch ngồi vào ghế lái, chạy xe. Cốc cốc cốc. Luật sư An gõ cửa sổ xe, chỉ chỉ chỗ ngồi kế bên tài xế, nói, "Văn kiện thủ tục đều nằm trong này." Châu Trạch gật đầu, chạy xe. Lên đại lộ Giang Hải, nơi này cách trường tiểu học kia không xa. Đời trước anh là một người độc thân. Đời này hay cũng chỉ có một mình. Người sống hai đời. Đây là lần đầu tiên ông chủ Châu lái xe đưa con nhỏ đến trường. Mẹ nó. Thật có chút cảm xúc đặc thù. Dưới tình cảnh này, Châu Trạch cảm thấy mình phải nói chút gì đó, chí ít có thể hóa giải một chút lúng túng. Vào trường, nhớ phải học thật tốt. Anh muốn nói chuyện phải học tập cho giỏi với một lão yêu mấy trăm tuổi. Quên đi, vào trường không nên ảnh hưởng đến vương nhụy, đợi khi cô ấy nên đi ra, cậu lại nói chuyện với cô ấy. Được. Bé trai quy cũ gật đầu. Chỉ cần có thể được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, cái gì cậu ta cũng nguyện ý. Còn có, vào trường phải ở chung vui vẻ với các em nhỏ, không nên đánh nhau. Tốt. Không nên đánh nhau. Không nên đánh nhau. Châu Trạch theo bản năng châm một điếu thuốc. Nghĩ, nếu như bé trai đánh nhau với đám học sinh tiểu học trong trường học. Một thiếu niên ác bá xông về phía bé trai, chuẩn bị đại chiến 300 hiệp, dạy dỗ tên người mới này một chút kết quả bé trai phất phất tay trầm thiếu niên ác bá bay thẳng lên trời vạch ra một đường vòng cung làm người tuyệt vọng bản thực tế điên cuồng làm thịt người bạn nhỏ nghĩ tới đây châu trạch lại phải dặn dò thêm một lần vào trường học mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được phép động tay không được phép sử dụng lực lượng của cậu bé trai hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm vậy nếu người ta đánh tôi thì phải làm sao Châu Trạch phun ra một vòng khói, hỏi ngược lại. Cho dù bỗng nhiên cả một lớp trẻ nhỏ phát rồ, tập thể cầm dao phay từ trong nhà tới chém cậu. Nhưng chúng có thể chém rách da cậu sao? Được rồi. Châu Trạch mở nhạc trên xe, không kết nối Bluetooth, chỉ tùy tiện mở nhạc phát sẵn, phát hiện luật sư An đã thêm vài bài hát bên trong. Tiếp đó, chính là thời khắc chứng kiến luật sư An vì mình có thể an ổn đi vào giấc ngủ mỗi đêm mà đã phải bỏ ra bao nhiêu. Tiểu nha tiểu nhi lan Đeo túi sách đến trường Không sợ nắng Cũng không sợ gió mưa Oanh oanh, đến, ra quyền Ha Oanh oanh vừa đánh ra một quyền Quyền mạnh như sấm Bạch cốt thủ của luật sư An cách đại khái nửa mét Đã áp xuống dưới Một luồng khí lãng sốc lên Khi nắm đấm của oanh oanh đi tới Lực đạo đã bị giảm xuống ba thành Ngay sau đó Luật sư An lật tay lại Thuận thế nhất tới, lực đạo này lại giảm xuống hai thành. Khi nắm tay thực sự đập tới thì Bạch Cốt thủ của luật sư An Như đang nhanh chóng chơi đùa dây điện, liên tiếp mà giật tới kéo lui, biến hóa qua lại, mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhưng luật sư An đứng ở nơi đó lại có một loại khí độ tông sư. Bốp. Cuộc nắm đấm của Oanh Oanh cũng va chạm với Bạch Cốt thủ của luật sư An. Thân thể luật sư An rung lên. Hai chân gắt cao sát mặt đất cả người lại như con lật đật lay động bốn chung quanh một trận cuối cùng không nhịn được lui lại nửa bước a à, oanh oanh thu hồi nắm tay có chút không thể hiểu được mỗi ngày anh ta đều uống nhiều cà phê thấp kém như vậy vì sao thân thể còn chưa suy sụp lẽ nào cà phê kia có hiệu quả với thân thể mình có nên cho ông chủ uống một chút không phi 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 không được không cho phép không thể luật sư an còn tưởng oanh oanh đang khiếp sợ kỹ xảo của mình có chút đắc ý nói oanh oanh à đánh nhau chỉ cậy mạnh là không thể lúc trước để cô đi học triệt quyền đạo hẳn cô đã nắm giữ được một vài kỹ xảo chiến đấu nhưng chỉ một chút ấy còn chưa đủ cái thứ triệt quyền đạo kia đa số là động tác võ thuật đẹp mắt thừa cơ hội này tôi dạy cô cách sử dụng lực lượng tinh chuẩn vừa rồi cô đã dốc hết toàn lực đấm ra một đấm kia đúng không cô xem không phải tôi đã dựa vào kỹ xảo mà không phải từng luật sư an sửng sốt một chút mới vừa rồi tôi còn chưa dốc hết toàn lực oanh oanh nhìn luật sư an người ta chỉ tùy tiện quơ một quyền thôi a à, ha ha luật sư an cười cười còn tưởng rằng nữ cương thi này không phục con gái ấy mà đều như vậy an lão tài xế hiểu được rồi vậy cô lại đấm thêm một đấm sau đó cô phải quan sát và cảm thụ một chút xem tôi làm thế nào có thể thông qua kỹ xảo mà hóa giải bất lực đạo cô đánh ra có thể hóa giải thì sẽ có thể vận dụng tốt quanh oanh lùi về phía sau một bước bày trận địa sẵn sàng đón quân địch luật sư an đứng chắp tay khí khái tông sư tôi tới đây đến đi dùng hết toàn lực của cô đấm ra một đấm được rồi ở chỗ sâu trong đôi mắt quanh oanh có một vòng hào quang màu đen lưu chuyển. Ngay sau đó, tóc của cô ấy bắt đầu bay tản ra. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp bắt đầu biến thành trắng. Sát khí bàn bạc phủ xuống. Ách! Khóe miệng luật sư An giật giật theo bản năng. Nhưng này vẫn chưa xong. Oanh oanh ngẩng đầu lên. Hé đôi môi đỏ mọng. Khi cô ấy lại cúi đầu thì... Hai chiếc nanh hiện rõ ra, trong đôi mắt màu đen đã bị một mảnh đỏ thẫm thay thế khí tức kia vậy mà lại lên một tầng cao mới mí mắt luật sư an bắt đầu điên cuồng nháy trong lòng chấn động một chút nữ cương thi này lại tiến hóa tôi tới đây tay trái banh oanh ra quyền đập tới luật sư an đầu tiên chỉ vương một tay sau đó lặng lẽ lại vương thêm một tay nữa hai tay bắt đầu giật túng nhưng nơi đầu nắm đấm của oanh oanh thình lình có một đạo cương khí màu đen lưu chuyển xen lẫn lực đạo đáng sợ mẹ trứng luật sư an thân là đại tông sư lập tức triệt để lui về phía sau sau đó anh ta càng không để ý quy củ trực tiếp lộn nhào sang bên cạnh né tránh oanh 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 một đấm đánh hụt quyền kình nổ vang trong không khí như có mấy chục người cầm roi da mãnh liệt quốc hư không tiếng vang đã đủ khiến người đau mà nghĩ. Luật sư An quỳ rạp trên mặt đất, thở dài một hơi nhẹ nhõm, còn may chính mình phản ứng nhanh, nếu như mới vừa rồi mình thực sự đần độn đứng ở nơi đó chịu một quyền này, có lẽ bản thân mình đã trực tiếp nổ tung. Sao anh lại chạy? Oanh oanh hơi bất mãn nói. Luật sư An đứng lên, cười khổ lắc đầu. Mẹ nó! Đây là bị ông chủ ngủ nên tiến hóa thành vậy sao? Đây rõ ràng là cô ấy lại có tiến bộ mới. Lúc này, bỗng nhiên luật sư An có chút tiếc hận thay đầu tiểu cương thi kia, đều là ngủ với người khác. Nhưng quanh quanh lại có thể đột nhiên tăng mạnh, mà thằng bé kia lại không đạt được chút hiệu quả nào. Trong lúc nhất thời, luật sư An có cảm giác ấy nấy vì bản thân mình đã phụ bạc người bên gối. Cảm giác này có điểm giống với Minh Tinh và mấy bà chị trong tiệm uống tóc, đều phải lao động như nhau trả giá như nhau, nhưng thu hoạch hoàn toàn không cân bằng. Thật ra, luật sư An không biết đến, nơi lòng bàn tay trái banh banh có một vết sẹo nếu không lưu tâm căn bản không cách nào phát hiện được, thậm chí ngay cả bản thân banh banh cũng đã quên đi nó. Này, nửa đi. Bên cạnh, thiếu nữ đen đang ngồi trên ghế xới đất bất mãn nói. Deadpool ngồi sổng bên cạnh cô ấy, cầm cái xẻng nhỏ cũng đang xới đất, gần đây Deadpool si mê trồng trọt, làm không biết mệt. Dùng cách nói của thiếu nữ đen, bùng đất là thứ phải nuôi, bạn tôn kính đất đai bao nhiêu, bùng đất sẽ tặng lại cho bạn bấy nhiêu thu hoạch. Đương nhiên, nuôi này không phải là bón phân người. Nếu muốn trồng hoa bỉ ngạn, phải dùng sát khí, yêu khí, quỷ khí để kích hoạt hoạt tính trong đất đai. Cũng bởi vậy, mới có một màn luật sư an ra tay với oanh quanh lúc trước. Dù sao thì khí tức hai người lộ ra lúc giao thủ sẽ thông qua thủ đoạn mà cô gái đen bày trước dời tới trên bùn đất để đám bùn đất này tiến hành hấp thu lão đạo cũng đến giúp đỡ vẻ mặt khổ sáp ngồi chồng hổn bên cạnh cầm xẻng đào đất trước đây vì lão ta không thể chịu được cuộc sống trồng trọt khổ cực của người nông thôn mới ra ngoài phiêu bạc ai biết phiêu bạc nhiều năm như vậy kết quả vẫn quay lại với bùn đất những văn nhân thi nhân kia động một chút lại thích cảm khái a à, mùi bùn đất thơm ngát mùi của cố hương thơm cái rắm chứ thơm đến hầu tử luật sư An chỉ chỉ tiểu hầu tử cũng đang cầm cái xẻng nhỏ bên kia. Xèo xèo clip. Mày tới đánh với cô ấy, biến thân mà đánh, không có chuyện gì đâu, chú ý đừng đánh hư tường là được. Thiếu nữ đen nghe vậy, gật đầu. Tiểu hầu tử có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn buông túi chéo của mình, nhảy về phía trước. Tiếp đó, chính là màn tỉ thí giữa yêu hầu và nữ cương thi. Tất cả mọi người đều lưu lực, chỉ luận bàn mà thôi, Ngược lại không ai thụ thương, cũng không khiến người khác quá khó chịu, nhưng dưới trường hợp ngươi tới ta đi, quả nhiên không gian này bị sát khí và yêu khí tàn sát bừa bãi. Thiếu nữ đen cười đến không thể ngậm miệng lại. Chỉ cảm thấy lần này bùng đất được tưới nước đến thật phì nhiêu. Bên ngoài tòa nhà đã được treo biển quảng cáo, dán poster, rạp chiếu phim 5D đang được khai trương. Đương nhiên, thật ra nó chỉ có tác dụng che lấp một chút ầm ĩ bên trong, khai trương là chuyện không thể nào sau khi đánh nhau xong. Oanh oanh và tiểu hầu tử ngồi chồm hổn bên cạnh, nhìn những người khác tiếp tục vung xới ruộng đồng. Bọn họ đều mệt mỏi, không thể giúp nổi nữa. Luật sư An cũng bị bắt làm tráng đinh, tới đây cùng nhau bận việc, đương nhiên, anh ta không bất mãn chút nào, trái lại còn như ăn mật, câu dân coi đồ ăn như trời, đặt trên người anh ta được thuyết minh vô cùng nhường nhuyễn. Đợi khi trưa tới, hứa thanh lãng đến, trái tay mang theo một nồi cơm điện, tay phải mang theo một cái giỏ, bên trong để bát đũa. Bữa trưa là mì sợi. Hứa thanh lãng cố ý tới phân xưởng của mua mì sợi loại sợi lớn. Loại mì sợi lớn này rất được lưu hành vào 10 năm trước, chỉ có điều mấy năm nay rất hiếm thấy nó trong siêu thị, trên quầy siêu thị cơ bản đều bị loại mì sợi nhỏ dài thống trị. Thế nhưng ăn loại mì này, thường không mang theo hương và vị của loại mì trong trí nhớ kia. Một chén canh được dùng nước suối ngọt để nấu, thêm ít bột ngọt và muối, hành thái là xong chuyện. Nhưng trong giỏ sách của lão hứa còn đặt một bát mở động màu trắng, ở thông thành nó được gọi là tư du, không thể nhìn thấy nó trong tiệm cơm, hiện tại chỉ có những gia đình có ông bà già mới có thể chế biến được món này. Khi ăn mì múc một thì trộn lẫn, không những không ngán lại còn thơm vô cùng, khiến người ăn như vũ bảo. Đợi khi mọi người ăn xong rồi, lão hứa thu dọn bát đổ một chút, trở về phòng đọc sách sát vách luật sư an nhìn bóng lưng cậu ta rời đi như có điều suy nghĩ chỉ cảm thấy từ sau đêm phong ấn một phần khí tức hải thần kia trở về lão hứa như ruộng đồng khô khốc rốt cuộc cũng được tưới nước trên phương diện nấu cơm cậu ta cũng tốn tâm sức hơn trước đây nhiều nói chung mấy ngày nay luật sư an đã ăn tới thật vui vẻ hôm nay đã xới đất rất khá rồi ngày mai sẽ là một ngày tốt lành tôi nhất định phải đi xem phong thủy đặt bẫy đợi ngày mai là có thể gieo giống nửa tháng nảy mầm, nửa tháng nở hoa, lại nửa tháng kết quả. Nếu chỉ có mấy người các người, lại thêm mấy quỷ sai bên ngoài, một đợt gieo giống này có thể đủ cho các người ăn 3 tháng không hết, hơn nữa còn là loại có thể ăn uống thoải mái không cần tiết kiệm. Khá lắm khá lắm, dịch hoa bị ngạn còn lại lúc trước, chúng ta tiết kiệm một chút, vẫn có thể cố gắng duy trì một tháng. Luật sư An xoa xoa đôi bàn tay, một bộ cực kỳ mong đợi. Sau khi lứa một thành thục, lứa hai thành thục, cũng có thể mang đi tặng người khác để móc nối quan hệ. việc này ông chủ lười quản, nhưng anh ta sẽ quản, chọn một số người có thể sử dụng có thể tin được, phát triển mối quan hệ một chút, trải đường vì tương lai để ông chủ có thể trở thành bộ đầu. lúc này điện thoại di động đổ chuông. luật sư an lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn thông báo, ho khang một tiếng, nhận điện thoại. alo, ông chủ à, có chuyện gì vậy? an bất khởi luật sư an sửng sốt một chút trong tiếng gào này của châu trạch mang theo phẫn nộ cực mạnh ngay cả oanh oanh và mấy người thiếu nữ đen lão đạo chung quanh cũng đều nhận ra có gì không đúng dù sao bọn họ cũng rất ít khi thấy ông chủ nói chuyện bằng giọng điệu này phải biết rằng ngày thường châu trạch vốn là người lạnh nhạt làm sao vậy ông chủ đầu óc anh có bệnh sao này ông chủ hạ hỏa hạ hỏa tới cùng đã có chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ khi làm thủ tục nhập học có người cố ý làm khó anh? Không thể nào, tôi đã nói trước với người bên ấy, lúc trước phó hiệu trưởng trường học kia có bồ nhí, bị vợ bắt được đưa ra tòa, là chính tôi đã giúp ông ta. Tài sản của ông ta là do tôi dời giúp, còn rửa tiền giúp, ông ta thiếu tôi một đại nhân tình, thiếu chút nữa thân bại danh liệt ngay cả tài sản cũng bị chia nhỏ. Tôi đã xem danh sách lớp học của cậu ta. A, à, sau đó thì sao? Tên 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 à chắc chắn phải mang họ châu giống anh ngược lại tôi cũng muốn cậu ta mang họ cảnh nhưng không phải anh không nguyện ý sao tốt họ châu thì họ châu không nói tới chuyện này nhưng tôi muốn hỏi có phải đầu óc anh bị nước vào vì sao lại đặt tên châu nhuận phát này phụ huynh em châu nhuận phát mời anh tới đây một chút còn hai văn kiện cần anh ký tên châu trạch đi qua ký tên Chủ nhiệm lớp là nữ giáo viên trẻ tuổi, cô ấy cố ý hỏi vì sao đứa bé họ, Châu, kết quả cha lại họ, từ. Châu Trạch đáp một câu, con trai mang họ mẹ. Nữ giáo viên có chút đồng tình gật đầu. Còn nhiệt tình kéo Châu Trạch vào nhóm bi chắc, nhóm phụ huynh lớp 2.2. Châu Trạch cảm thấy hoảng hốt. Cảm giác quỷ dị, mình cũng đã có nhóm bi chắc dành cho hội phụ huynh lan tràn trong lòng. Một loạt quy trình kết thúc. Trở về khi đi qua cửa phòng học đang là lúc nghỉ giữa giờ đám nhóc chơi đùa ở bên ngoài châu trạch nhìn thấy tên nhóc nhà mình đang ngồi ở chỗ kia đang nhìn vương nhụy tới xuất thần đa tình tự cổ không dư hận vương nhụy đang ăn lòng đỏ trứng gà ăn một miếng lại cầm giấy lau lau một chút cô bé phát hiện nam bạn học mới tới vẫn nhìn cô ấy khiến cô ấy phải rất cẩn trọng khi ăn sau một lát vương nhụy chủ động đi tới đặt một lòng đỏ trứng gà trên bàn bé trai mời cậu ăn bé trai sửng sốt một chút gật đầu cuối cùng thật sự cầm lên châu trạch đứng bên cửa sổ hô lên với người trong này nhuận phát bé trai nghiêng đầu nhìn châu trạch học tập cho giỏi nói xong châu trạch đã rời đi bởi vì nếu nói thêm ông chủ châu thật không biết phải nói như thế nào nếu vương kha biết trong đống rau cải trắng bảo bối nhà anh ta có một đầu heo mấy trăm năm chực chờ không biết anh ta sẽ có phản ứng gì khi lên xe lại phát hiện đã gần trưa rồi trên đường lái xe trở về trước khi tới cầu vượt vừa lúc châu trạch đi qua bệnh viện tư nhân của bác sĩ lâm suy nghĩ một chút những lời cô em vợ đã nói tối qua châu trạch do dự một chút đi tới ngay ngã ba anh quyết định quẹo trái lái xe vào bệnh viện mua hai giỏ trái cây và một hộp sữa châu trạch mang quà tới khu nội trú tới quầy lễ tân hỏi thăm châu trạch biết được phòng bệnh của cha vợ đi thang máy lên đến tầng trệt sau đó đi tới trước cửa phòng bệnh bệnh viện tư nhân là nơi lấy lợi nhuận làm tiêu chí cho nên trong tầng lầu có rất ít phòng bệnh đều là phòng đơn đương nhiên giá cả cũng cao vô cùng người có thể ở nơi này đều là không phú cũng quý từng cha vợ mình đương nhiên phải tới bệnh viện nhà mình nhất định là ở đây. Nghĩ một hồi. Châu Trạch quyết định đẩy cửa phòng bệnh ra. Cha vợ đang ngủ, trên tay đang được truyền dịch, trên giường của người nhà bên cạnh có đặt một chiếc áo len đã được đan một nửa, hẳn là mẹ vợ ở đây chăm sóc cha vợ, chỉ có điều hiện tại mẹ vợ không có ở đây. Châu Trạch không mở miệng nói chuyện, đặt giỏ trái cây và sữa xuống sau đó liền đi ra ngoài. Tiếp nữa, anh không chút do dự một đường đi thang máy xuống tới, đi trở về bãi đổ xe tìm xe mình vừa mới chuẩn bị chạy xe rời khỏi, di động đã đổ chuông, là điện thoại của bác sĩ Lâm. Alo. Này, anh đã đến rồi đúng không? Không. Mới vừa rồi em nhận được điện thoại của mẹ em, nói không biết ai tới thăm bệnh mà chỉ đặt đồ ở đó, người thì không thấy đâu. Thật không phải anh. a à, được, hẳn chỉ là hiểu lầm. Ừ. Từng. Cúp điện thoại. Châu Trạch duỗi lưng, lái xe ra khỏi bãi gửi xe. Thành thật mà nói, anh không biết vì sao mình lại tới nơi này nhìn xem, cũng không hiểu tại sao mình lại mua một giỏ trái cây đi lên. Thật ra, sau khi vào bệnh viện trong lòng anh đã có chút hối hận. Con người vẫn luôn ích kỷ, lợi ích nhất thường giữ lại cho mình, trách nhiệm lại không muốn gánh, cuộc sống như vậy thật sự rất thoải mái. Châu Trạch cảm thấy mỗi ngày mình nằm trên ghế sofa nhìn đám người không ngừng vội vã đi qua đi lại. Thật là một sự hưởng thụ anh không muốn biến mình thành một thành viên trong đám vội vã kia, cho dù là vì cái gọi là sự nghiệp hay cái gọi là tình cảm. Mới vừa lái xe ra cửa bệnh viện, di động lại đổ chuông, vẫn là điện thoại của bác sĩ Lâm. Alo. Thật không phải là anh. Không phải, em muốn nhờ anh giúp một việc. Ừm, em nói đi. Chiều nay cha em phải làm giải phẫu, em hy vọng anh có thể tới tham gia, a Trạch, giúp em một chút em biết sở trường của anh là thế nào phẫu thuật tim ông chủ châu không am hiểu châu trạch cũng tin tưởng chắc chắn nhà họ lâm đã mời chuyên gia y học phương diện này tới làm bác sĩ phẫu thuật chính đặc biệt chủ trì lần phẫu thuật này cha bác sĩ lâm đã làm viện trưởng nửa đời cũng có mặt mũi ấy anh ở đây em có thể an tâm một chút giọng nói của bác sĩ lâm hơi nhỏ như một cô bé đang yêu cầu gia đình mình mua cho mình một chiếc váy xa xỉ vượt quá khả năng cho phép Đối thoại im lặng hơn 10 giây. Cuối cùng. Được rồi. Cứ như vậy. Châu Trạch mới vừa lái xe ra ngoài lại lái xe trở lại. Bảo vệ bãi đậu xe còn cố ý đưa mắt nhìn Châu Trạch nhiều thêm vài lần. Chờ lúc lại đến, bác sĩ Lâm đã đứng chờ ở cửa thang máy. Áo blu trắng, vớ đen, nghiêm túc lại không mất quyến rũ. Khi nhìn thấy Châu Trạch, bác sĩ Lâm đi về phía trước hai bước, nói khẽ. Em muốn ôm anh. Châu Trạch không cự tuyệt. Sau đó anh bị ôm, nhưng cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Anh tới phòng làm việc chờ em một chút, giải phẫu sẽ bắt đầu vào một giờ chiều, cũng sắp rồi. À đúng, hiện tại anh muốn ăn gì không? Em đi chuẩn bị. Tùy tiện đi. Ừm, tốt. Châu Trạch đi vào phòng làm việc của bác sĩ Lâm, trước đây anh đã tới phòng làm việc này, bác sĩ Lâm còn từng mời anh, để anh tiếp tục làm bác sĩ ở đây. Nhưng Châu Trạch vẫn cự tuyệt. Ngồi vào ghế sau bàn làm việc của bác sĩ Lâm. Một tiểu hộ sĩ bưng cà phê tới, đặt cà phê trên bàn công tác, cái gì cũng không nói đã rời đi. Châu Trạch bưng cà phê lên. Uống một ngụm. A. À, giống với vị cà phê ở nhà mình. Ngồi trên ghế, chán đến chết, Châu Trạch bắt đầu đánh giá bốn phía. Đây là phòng làm việc không sai, nhưng bên trong còn có một gian phòng như phòng khách sạn. Khi bệnh viện quá bận rộn, bác sĩ Lâm sẽ ở lại đây. Đúng rồi. Bỗng nhiên Châu Trạch nhớ lại lần trước khi mình tới đây thì. Vừa lúc nhìn thấy bác sĩ Lâm đứng phía sau bàn làm việc đổi tất chân. Châu Trạch cúi người, đưa tay mở ngăn kéo dưới cùng của bàn công tác, vừa kéo ra, bên trong đã xuất hiện vài cặp tất chân chưa sử dụng. Thật lười. Châu Trạch cảm khái. Nghi người qua phải, kéo ngăn kéo bên phải ra. Ừm, bên trong có một cặp vớ đen đã qua sử dụng. Quá lười. Châu Trạch đưa tay nắm tất chân trong tay. Chính anh vốn có bệnh thích sạch sẽ. Lúc này lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu gì. Hẳn là mới được thay hai ngày này, còn chưa được xử lý. Cũng may. Ông chủ châu không thể làm được hành vi đưa tất chân tới bên mũi ngửi một hơi. Đương nhiên, anh cũng sợ bên ngoài cánh cửa phòng làm việc đang mở toan kia, sẽ có người đột nhiên chạy tới. Đây là cơm em lấy từ căng tin. Quả nhiên, bác sĩ Lâm bưng hai hộp cơm đi đến, mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ với Châu Trạch, chuẩn bị ăn cơm. Cô ấy còn mang theo hai chai nước uống, mở một bình ra giúp Châu Trạch, có chút bận tâm hỏi: "Hiện tại anh còn có thể ăn đồ ăn không?" "Không thành vấn đề." Hai người mặt đối mặt ngồi ăn cơm, không có lời dỗ ngon dỗ ngọt gì, cũng không có hành vi anh đút em há, chỉ là một bữa cơm rất bình tĩnh chờ khi chuẩn bị bắt đầu giải phẫu lại gọi anh anh đi vào chung với em được bác sĩ lâm thu dọn hộp cơm đặt trong thùng rác sau đó cười cười với châu trạch nói bên trong là giường em thường ngủ sau khi làm việc anh có thể vào trong nghỉ ngơi một hồi ừm đúng rồi có chuyện anh muốn nói với em chuyện gì chờ sau khi kết thúc giải phẫu em lại tổ chức chữa bệnh từ thiện một hai ngày đi tiêu ít tiền làm chút chuyện còn ba chữ châu trạch chưa nói đó chính là tích chút đức được bác sĩ lâm đi rồi cuộc giải phẫu của cha cô ấy sẽ bắt đầu ngay cô ấy có rất nhiều cần phải xử lý mà câu nói cuối cùng của châu trạch kia khiến cô ấy cảm thấy có chút an tâm cô ấy biết thân phận đại khái của châu trạch nếu như anh đồng ý giúp đỡ hẳn việc giải phẫu của cha sẽ không gặp vấn đề quá lớn nhưng đột nhiên bác sĩ lâm cảm thấy bản thân mình rất không biết xấu hổ rõ ràng người ta đã bày ra thái độ lạnh lùng để xử lý quan hệ của hai người bản thân mình còn không nhịn được cố ý nhích lại gần lần này lại vì chuyện cha mình mà cầu anh cô ấy thầm nghĩ làm chút gì đó giúp anh tỉ như chuyện phòng thuốc cô ấy không muốn nhận được hồi báo gì cũng không nghĩ tới chuyện ép lấy lợi ích gì từ mối quan hệ sắp nát của cả hai nhưng đây là cha mình cô ấy không có biện pháp nào cô ấy cũng rất khó xử châu trạch lặng lẽ sờ sờ chiếc bút máy trên bàn làm việc nghĩ tới chuyện khi giải phẫu bản thân mình đứng bên cạnh nếu như giải phẫu có vấn đề gì linh hồn của cha vợ mình bay ra vậy mình nên đưa cha vợ trở về hay coi linh hồn ấy như trái bóng bóp một cái ha ha rất thú vị ông lão kia thân thể kẻ dựa về phía sau hai chân gác lên bàn công tác ánh mắt châu trạch theo bản năng nhìn về phía hai ngăn kéo kia sau đó lắc đầu. Bản thân mình bị sao vậy? Vì sao mình có thể bị ổi như vậy? Còn có. Sao lại không biết nhục thế? Châm điếu thuốc, không kiên kỵ nơi đây là phòng làm việc phụ nữ, Châu Trạch lại lấy di động ra. Nhóm phụ huynh mới thêm lúc trước, hiện tại đã lên 999 cộng. Đám gia trưởng này không đi làm sao? Cả ngày đánh rắm trong nhóm. Châu Trạch mở nhóm ra, không ngờ tên của mình đã được đổi thành cha của Châu Nhuận Phát. Điều này khiến Châu Trạch dở khóc dở cười một trận. Cha Trần Tiểu Miêu, gần đây cô Chu quá khổ cực, ngay cả quốc khánh mà cô Chu cũng không ra ngoài chơi, dành thời gian dạy bù cho con chúng ta, thật quá cực khổ. Mẹ Tôn Nhất Long, đúng vậy, cô Chu thật khổ cực, đều vì tốt cho con của chúng tôi. Cha Triệu Vĩ, đúng, chúng ta thương lượng xem nên mua quà gì tặng cho cô Chu đi. Mẹ Vương Cường, từng, đám gia trưởng chúng ta cùng góp tiền, đây là chút lòng thành của chúng ta dành cho cô Chu. Cha Lưu Minh Minh, tôi đồng ý, nhưng chúng ta mua gì đây? Cha Tiết Đức Khải, hỏi cô Chu xem cô ấy thiếu gì đi, sau đó đám gia trưởng chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền mua cho cô Chu, dù nó đắt hay rẻ, đây cũng là chút thành ý của chúng ta, so với sự khổ cực của cô Chu, những thứ này không đáng nhắc tới. Cha Triệu Vĩ, đúng, không đáng nhắc tới. Cha Châu Nhuận Phát, Tôi thấy cô Chu còn trẻ như vậy, hẳn còn chưa mua nhà đúng không? Hay chúng ta cùng nhau kiếm tiền mua một căn hộ cho cô Chu đi? Nhóm Tỉnh Mịch Chào anh Một tiểu hộ sĩ đứng trước cửa phòng làm việc, là y tá đã bưng cà phê tới lúc trước. gương mặt này hơi lạ, hẳn chưa từng gặp Châu Trạch lần nào, cũng không biết thân phận của Châu Trạch. Dù sao, trong thời gian một năm này, quan hệ của Châu Trạch và bác sĩ Lâm cũng không mật thiết làm sao vậy? Châu Trạch để điện thoại di động xuống hỏi. Viện trưởng Lâm để tôi tới báo tin cho anh, nói giải phẫu sẽ bắt đầu ngay, xin anh theo tôi đi chuẩn bị một chút. A, à, được. Theo tiểu hộ sĩ đi thay khẩu trang, quần áo, rửa tay xong tiểu hộ sĩ lại đưa tới một đôi dép đã được tiêu độc, Châu Trạch mang dép đi ra. Ngài là bác sĩ phẫu thuật viện trưởng mời tới sao? Tiểu hộ sĩ có chút tò mò mà hỏi thăm. Bởi vì cô ấy có thể nhìn ra, tuy rằng thoạt nhìn châu trạch rất trẻ tuổi nhưng toàn bộ quy trình anh thật sự quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn ha ha xem như là thế đi ông chủ châu nhìn đôi dép dưới chân trong lòng cũng hơi xúc động thật ra rất nhiều bác sĩ khi vào phòng giải phẫu đều mặc dép đây không phải vì không tôn trọng thứ nhất dép đã được tiêu độc càng vệ sinh hơn so với giày thể thao hay giày da cũng có thể phòng ngừa hiện tượng viêm nhiễm cho người bệnh trong quá trình phẫu thuật Thứ hai, sau khi làm giải phẫu xong mọi người lại mang dép đi tắm, đơn giản thuận tiện, nếu máu tươi hoặc thứ gì đó dính lên dép cũng dễ tẩy rửa hơn. Đẩy cửa phòng giải phẫu ra, Châu Trạch nhìn thấy bên trong đã có không ít người, dường như bản thân mình còn tới muộn một chút. Bác sĩ Lâm đã đeo khẩu trang gật đầu với Châu Trạch, Châu Trạch cũng gật đầu lại. Người mổ chính trong phòng giải phẫu là một bác sĩ già râu tóc bạc trắng, Châu Trạch biết người này, một người có danh tiếng trong giới y học, chí ít là với giới y học trong nước trên phương diện mổ tim ông ta là một trong số những người có quyền uy nhất ông chủ châu phải cảm thán một câu có tiền thật tốt có quan hệ thật tốt cha vợ nằm trên giường bệnh hiện tại đang làm kiểm tra hiệu quả gây mê dường như còn chưa bị gây mê lúc này cha vợ đang nói chuyện với bác sĩ mổ chính bởi vì đều là người trong nghề có rất nhiều trình tự mà bệnh nhân khác cần phải trải qua được lược bỏ ở nơi này châu trạch đứng gần bác sĩ lâm hơn một chút anh không có nhiệm vụ giải phẫu chỉ làm vật biểu tượng chẳng qua rất nhanh ánh mắt người trên bàn giải phẫu đã liếc nhìn bản thân mình sau đó ánh mắt người ấy bỗng nhiên ngưng lại cậu ngay sau đó vẻ mặt cha vợ bắt đầu trở nên hết sức thống khổ dường như không cách nào thở nổi nhịp tim của bệnh nhân xảy ra vấn đề có thể tim sẽ nảy sinh nguy hiểm bất ngờ ngừng đập phòng giải phẫu trực tiếp bùng nổ phẫu thuật này còn chưa bắt đầu đã trực tiếp xảy ra vấn đề châu trạch mã mẹ nó lão đầu này cố ý đúng không mẹ nó rốt cuộc ông ta hận mình tới mức nào lão tử đã đeo khẩu trang che miệng mũi đã một năm không gặp ông ta thế mà ông ta chỉ liếc mắt đã có thể nhận ra mình trước tiến hành cấp cứu đồng thời tiến hành giải phẫu không thể trì hoãn nữa bác sĩ mổ chính bắt đầu chỉ huy các bác sĩ chung quanh giường bệnh lập tức bắt đầu bận rộn vận chuyển. Châu Trạch đứng bên cạnh. Mẹ nó. Thật lúng túng. Nếu lão đầu này trực tiếp ra đi như thế, chẳng phải là bị mình làm tức chết sao? Ông ta chết hay không, thật ra Châu Trạch không quan tâm nhiều, mấu chốt là phỏng chừng bác sĩ Lâm sẽ ấy nấy suốt đời, dù sao cũng là cô ấy mời mình tới, kết quả lại khiến lão cha trực tiếp tức chết trước khi giải phẫu. Ông chủ Châu đứng sang bên cạnh vừa lúc bác sĩ gây mê mới vừa đứng lên tiến hành dược vật tim vào. Châu Trạch len lén kéo chiếc ghế tròn dưới người bác sĩ gây mê qua, chính mình ngồi lên. Đưa thay sờ sờ túi, theo bản năng muốn hút điếu thuốc, lại nhìn nhìn hoàn cảnh nơi này, cuối cùng anh vẫn bỏ qua. Bất kỳ vấn đề dính đến tim nào cũng không phải vấn đề nhỏ, hơn nữa dựa theo kinh nghiệm, thời gian phẫu thuật tim thường sẽ rất dài, ông chủ Châu lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị mài thời gian. Lúc này, bác sĩ gây mê đã bận rộn xong tạm thời không có chuyện gì làm lại quăng ánh mắt ai oán về phía ông chủ châu ngược lại không ai chú ý tới anh ta luật sư an gửi uy chắc tới nói anh ta chuẩn bị bận việc sửa tên cho bé trai phát ca mới vừa quyên mấy tỷ từ gia sản của mình cho sự nghiệp từ thiện anh ta cảm thấy dường như đặt cho bé trai cái tên ấy có chút không thích hợp quan trọng nhất là thân phận người cha là châu trạch lại càng không thích hợp người sống còn chú ý tị hiềm chuyện này chớ nói chi là loại người cõi âm như bọn họ, sẽ dính tới mấy thứ kia càng sâu hơn một chút. Ông chủ châu cảm thấy không sao cả, đồng ý với quyết định của anh ta. Sau đó lại liếc mắt nhìn. Châu Trạch phát hiện uy chát của mình đã bị cô chu đá khỏi nhóm, tôi hiệu triệu quý phụ huynh mua nhà cho cô, thế mà cô còn đá tôi ra khỏi nhóm. Trong lòng ông chủ châu cười thầm, tính tình của nữ giáo viên này thật táo bạo, như vậy rất không tốt. Chơi điện thoại di động, cổ hơi mỏi. Ông chủ Châu ngẩng đầu, xoa bóp cổ. Sau đó, anh ngây ngẩn cả người. Mã mẹ nó. Trời ạ. À, vong hồn cha vợ đã sắp bay tới trần nhà. Nếu bản thân mình còn tập trung tinh thần chơi di động một hồi, đoán chừng vong hồn cha vợ đã tới cầu nại hà rồi mình cũng không biết. Linh hồn cha vợ đang ở phía trên. Ánh mắt ông ấy mang theo chút tự do và bất đắc dĩ, nhưng tổng thể vẫn có thể tính là bình tĩnh. Tuy nói lão đầu này hơi phong kiến, hơi trọng nam khinh nữ, nhưng đời này ông ấy lăn lộn có thể tính là không tệ, sống to gió lớn sinh sinh tử tử gì ông ấy cũng đều gặp qua không ít, lúc này ngược lại có thể bình tĩnh rời khỏi. Ông ấy nhìn thấy toàn bộ trong phòng giải phẫu, kể cả con gái của ông ấy, tất cả đều bận rộn giải phẫu. Ngoài ra, ngoài ra, ngoài ra tên nhóc chướng mắt nhất chính là người đã khiến mình chết vậy mà lại đang ngồi ở chỗ kia chơi di động quay đầu nhìn lại cả đời này ông lão cảm thấy đời này có một chuyện mình đã làm sai chính là đã chọn từ nhạc làm người ở rễ lúc đó ông ấy cảm thấy đứa nhỏ từ nhạc này cha mẹ đều mất thật tốt nhà rất nghèo thật tốt không có bản lĩnh gì thật tốt quan trọng là bản thân còn đẹp trai con gái mình cũng đẹp mắt cứ như vậy sau này cháu ngoại mình không cháu ruột mình chắc chắn cũng sẽ rất đẹp nhưng ai biết mình lại trêu trúng một tên bạch nhãn lan mày muốn kiêu ngạo sao trước khi kết hôn không kiêu ngạo sau khi kết hôn bỗng nhiên ngạo kiều dọn ra ngoài còn la cái chó má tôn nghiêm của đàn ông gì đấy làm chậm trễ con gái mình đột nhiên đúng lúc này ông lão nhìn thấy tên con rể mình bỗng nhiên ngẩng đầu cậu ta cậu ta đang nhìn bản thân mình không đúng cậu ta có thể nhìn thấy mình một loại nghi ngờ và sợ hãi kéo tới hiện tại ông ấy rất sợ ông chủ châu càng sợ hơn anh lập tức để điện thoại di động xuống chuyển ghế tròn đến bên bàn giải phẫu sau đó trực tiếp đứng trên ghế tròn nhảy lên trên dùng móng tay mình câu lấy vong hồn cha vợ đám người trong phòng giải phẫu trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao mọi người phải ngừng công việc trong tay nhìn người đàn ông bỗng nhiên chơi trò nhảy cao trong phòng phẫu thuật bác sĩ lâm ngẩng đầu nhìn châu trạch dường như cô ấy đã nghĩ tới điều gì lập tức nói tiếp tục giải phẫu đây là giọng ra lệnh hơn nữa cô ấy không quản châu trạch cô ấy biết một chút về thân phận của châu trạch chẳng qua cô ấy không biết mới vừa rồi vì ông chủ châu chơi di động quá mê muội thiếu chút nữa đã bỏ lỡ linh hồn của lão cha cô ấy mẹ mày châu trạch nhảy lên rốt cục cũng móc vào mà sau đó chính ông chủ châu cũng ngã xuống len keng da mặt bác sĩ chủ đạo tràn đầy căng thẳng không ngăn được run rẩy trong lúc ông ta chủ trì giải phẫu bên cạnh bỗng nhiên có một tên đầu óc không bình thường chạy đến điều này khiến ông ta rất phẫn nộ ông chủ châu cũng rất phẫn nộ lúc này anh bất chấp quyết định tạo linh hồn cha vợ thành bóng chơi lúc trước anh trực tiếp đi đến bên bàn giải phẫu nhét linh hồn cha vợ vào trong cơ thể ông ấy trở về cho lão tử rốt cục cũng nhét về được ông chủ châu thở dài một hơi nhẹ nhõm nhưng còn chưa thả lỏng được bao lâu linh hồn cha vợ lại bay ra này là hết tuổi thọ sao trước đó lần đầu tiên châu trạch cũng gặp phải tình huống không sai biệt lắm cũng là lão đầu tuổi thọ đã hết mình có nhét thế nào cũng không thể nhét lại được cuối cùng vong hồn người bệnh quỳ xuống khẩn cầu mình để ông ấy được ra đi một cách thống khoái đừng làm ông ấy khổ thêm nữa ông chủ châu lại một lần nữa nhét linh hồn vào nhưng không đầy một lát vong hồn cha vợ lại xuất hiện có thể nhìn thấy linh hồn của ông ấy rất thống khổ dường như rất khó có thể chịu đựng loại hành hạ này mà vì thời gian dài linh hồn không thể trở về vị trí cũ dẫn đến các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật của bệnh nhân trên bàn giải phẫu cũng bắt đầu xuất hiện dị động trên mặt các thầy thuốc bên bàn giải phẫu đều toát mồ hôi lạnh đây không phải vấn đề giải phẫu có thể thành công hay không đây là vấn đề bệnh nhân có thể còn sống mà ra khỏi phòng giải phẫu hay không đừng chơi đùa tôi như vậy hẳn tuổi thọ của ông còn chưa hết đúng không trong lòng ông chủ châu thầm hô đồng thời liều mạng nhét linh hồn vào trong cơ thể. Lúc này, bỗng nhiên Châu Trạch nhìn về phía bác sĩ Lâm bên cạnh, hỏi Chuẩn bị tiếp đãi bao nhiêu bệnh nhân trong đợt chữa bệnh từ thiện? Có thể nói rằng, chữa bệnh từ thiện là miễn phí chẩn đoán bệnh, đồng thời sẽ miễn phí phát một số thuốc. 500 người Bác sĩ Lâm trả lời Bác sĩ mổ chính hít sâu một hơi, ông ta lại càng nổi giận hơn. Châu Trạch lại lắc đầu, nói, thiếu, quá ít. 2.000 người. Tốt, chuẩn bị chi ra bao nhiêu? Châu Trạch lại hỏi. Bác sĩ mổ chính đã chuẩn bị mắng chửi người. Trong lúc giải phẫu khẩn trương nhất, bên người có hai tên ồn ào một cách không giải thích được. 2 triệu. Thiếu. 10 triệu. Châu Trạch gật đầu. Chữa bệnh từ thiện cho 2.000 người, 10 triệu tiền khám và chữa bệnh. Linh hồn cha vợ lại bị Châu Trạch bắt trở về lần này không tiếp tục chạy ra nữa châu trạch lùi lại hai bước thở dài một hơi nhẹ nhõm lao mồ hôi bác sĩ mổ chính đang chuẩn bị tức giận đột nhiên bị trợ lý bên người đánh gãy nhịp tim của bệnh nhân đã khôi phục bình thường quá trình giải phẫu như đi cắt treo rất kích thích rất đáng sợ nhưng theo các hạng chỉ tiêu của bệnh nhân dần khôi phục tiếp đó hẳn không còn trở ngại gì Châu Trạch đẩy cửa phòng giải phẫu ra. Đi tới bên cửa sổ hành lang. Sờ sờ túi tiền, không có thuốc, trước đây khi đi thay quần áo đã để ở đó. Y phục của ngài, hoặc là ngài đang tìm cái này. Tiểu hộ sĩ cầm quần áo của Châu Trạch tới, hơn nữa còn chủ động móc hộp thuốc của Châu Trạch ra. Nhãn lực của tiểu hộ sĩ này rất khá. Chẳng qua đáng tiếc. Lão tử không phải con rể vàng gì. Còn có nếu viện trưởng của cô biết cô cẩn thận tỉ mỉ với tôi như vậy. Chén cơm của cô. Châu Trạch nhớ lại Phương Phương ở hiệu thuốc sách sát. Chẳng qua. Châm điếu thuốc. Hít sâu một hơi, lại từ từ nhả ra, rất thoải mái. Giải phẫu thành công sao? Chưa đến phòng giải phẫu, tiểu hộ sĩ cũng không biết thật ra ông chủ Châu không tham dự giải phẫu đan hoàng. a à, hẳn là thành công. Châu Trạch gật đầu sau đó hai tay dùng sức vỗ vào trên ngưỡng cửa sổ lặng lẽ nói có tiền thật tốt có thể mua mạng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha